Người dân có smartphone cần cài đặt sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng tập trung đông người, phải cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật Bluetooth. Đây là một nội dung trong hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 29 tháng 5. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc cài đặt sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không cài đặt sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Theo Bộ Y tế, việc khai báo y tế điện tử sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần và kiểm soát người vào ra các địa điểm công cộng bằng mã QR là việc làm cần thiết, giúp cho cơ quan chức năng có dữ liệu phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch được nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Các ứng dụng phục vụ việc khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm có ứng dụng VHD, Vietnam Health Declaration và tờ khai y tế.vn, ứng dụng Bluezone và ứng dụng nCoV.